Dạ Ngọc Ngân và dạ, cha xin kính chào quý cô chú anh chị, cha chào quý cô chú anh chị cha. Cười. Dạ hôm nay là mấy âm lịch ta, chắc 10 hả cha? Mùng 9 âm lịch. Thì mùng 9 âm lịch thì nhà Ngọc Ngân thì đang lãi lá mai nè. Năm nay thì bán mai hết sớm. Còn những cái cây này thì quý cô chú anh chị nhìn thì nó không có được đẹp lắm, do là những cây này là những cây còn lại. Ngọc Ngân với cha Ngọc Ngân thì lãi lá mai để chuẩn bị đón Tết. Qua xong rồi qua Tết xong thì mình sẽ dưỡng lại, khi nào mà cây đẹp thì Ngọc Ngân cung cấp cho quý cô chú anh chị. Nhà Ngọc Ngân thì có rất là nhiều loại mai luôn, hơn 50 loại mai giống khác nhau. Thì quý cô chú anh chị cần loại nào thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân. Ngọc Ngân có những cây mai ghép thì từ 50.000 rồi 60.000, 70.000 rồi vài trăm, vài triệu thì Ngọc Ngân đều có đủ hết luôn á quý cô chú anh chị. Thì mấy cây này thì mình nói chơi xấu thôi chứ là nó cũng rất là xinh xắn luôn á quý cô chú anh chị, nó còn rất là nhiều nút nụ luôn nè. Một cái nút nụ như vậy thì nó sẽ cho ra từ 4 cho đến 7 cái bông. Thì một cây như mình ví dụ như có 10 cái nụ thôi thì nó cũng ít nhất là 30 cái bông, thì cây mai của mình nó sẽ rất là đẹp luôn. Tết đến thì thường là cái lá nó chuẩn bị cho bông á quý cô chú anh chị, nên là những cái lá nó sẽ già, nó sẽ vàng như thế này chứ nó không có xanh mướt. Quý cô chú anh chị nhìn thấy những cái nút nụ nó rất là to luôn nè. Ở đây thì có cúc dạng họ, rồi đại lộc, rồi cúc 150 cánh, rồi tới những cái dòng mai sắn nè, giảo thủ đức thì có đủ hết trơn luôn. Quý cô chú anh chị có nhu cầu về mai ghép các loại nè, rồi mai con cũng như các loại hoa kiển cây giống thì hãy liên hệ ủng hộ Ngân và cha Ngọc Ngân nhé. Cha chào quý cô chú anh chị cha. Dạ, cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nhé.